Đây là Yanmar qua đây thờ Hưng ha. Đó, đang chạy tán nhớt bánh bơ nha các bạn. Năm 14. Đồng này ở đây là đồng Phú Hưng giáp Phú Thọ của Phú Tân An Giang. Đang đi dòng bè thứ nhất dưới dạc rồi nè. Đấy, thứ này mà mang bánh bơ thứ gì chịu nổi. Bánh một bên 3, một bên 4 nha các bạn. Ăn tạ luôn, ăn tạ đeo lòi tối luôn. Quá dữ. Đó, tưởng chưa. Dàn sớ này dàn sớ hãng luôn hả vậy ta? Hay dàn sớ Shiboga, trời giống bằng sớ Shiboga quá vậy. Dĩ dạc. Yanmar EF514T sử dụng động cơ Yanmar 4T NV88 cái tầm 88 đó, 4 máy. Đây có cái dán tràn ngoài sau nè các bạn. Ở đây thì đa số là sớ máy cà bánh bơ không à. Lòng vòng ở đây thì được có con này, con Yanmar 514 với cũng đâu là 3-4 con thì 5018 đó. Còn lại thì toàn bộ là máy Iseki không à, Iseki đỏ. Năm 14 này thì nó nặng 1 tấn 4 mấy chục. Đâu 1 tấn rưỡi mấy chục chứ lộn. Theo Yanmar Việt Nam, còn Yanmar Thái Lan thì nó nặng tới 1 tấn 6 mấy lần các bạn. Yanmar thì thôi đi khỏi nói rồi, nó thì nổi tiếng hồi nào giờ là đồ cứng chắc. Thằng này, thằng Yanmar thì nó đi bánh lòng thì ổn hơn mấy thằng khác hết á. Nhưng mà có điều một vài anh em hay nói là nó hơi bị nhẹ đầu, cho nên là cũng dễ dính lại hơn Kubota lắm. Bù lại cái là đùi nó đùi thẳng, nó chắc. Đi bánh lòng sướng lắm. Đùi thẳng cúc lớn đó. Dùng này thì 514 494 có lơi gai các bạn, chứ Yanmar người ta cũng không có chuộng gì mấy. Kubota là nhiều. Kubota 5018 nhiều, cái 6040 rồi đó. Thờ Hưng, Thớ Hưng ta. Thờ Hưng. Còn ở kia thì Đông Hưng hả? Ghê không cái hờ máy. À, nước này nước mưa. Hồi tối ông mưa tầm tã luôn, ông mưa mấy tiếng đồng hồ. Vàng này chắc cái 1m6 quá. Nói 2 tắc nữa, nó chạy ra chắc cỡ 1m8, 1m8 hồn sơ quá. Đây bên khúc nó này đi bánh bơ 3 tắc, còn bên kia đi bánh bơ 4 tắc. Chín tiếng lùi. Vậy là thằng 357 với 725 thì nó là 8 tiếng 8 lùi ha. Thằng này 3 số 3 cấp, hai thằng kia thì 4 số 2 cấp. Đất này chạy nhiều cũng khỏe đó các bạn, chưa thấy gọi là lúng đó. Ngon lành luôn bây giờ. 494 514 với 351 đó các bạn, là dùng chung động cơ nha. 4TNV88. Chỉ riêng có thằng 357 đó là nó xài thằng 4TNV94 à. Cái tông 94 đó. Thằng đó với thằng 725 đều là 16 van, nhưng mà thằng 725 nó tới 98 lần, 4TNV98 lần. Bốn năm ba rồi 494 514. Từ thằng 514 này trở lên là nó xài cái logo đồ mới nha các bạn, logo cánh chuồn chuồn đó, chứ không có xài logo chữ Y nè. Logo cánh chuồn chuồn này nè, logo đời mới đó, logo đó nó thay từ năm 2015. Nước quá, nước không có nhìn thấy mặt sớ rồi. Vô đường giữa. Trời, máy nghe đã rồi chứ. Nè, không biết chạy máy chậm đây nè. Ở đây là toàn bộ là máy cài là xài vậy của nó. Bánh hơi kìa, bánh bơ, không có bánh lòng. Sới tắt 1, tắt 2 luôn, còn không thì sới máy con với máy xích. Nói chung máy cài cũng có nhưng mà ít sới lắm các bạn. Cũng tùy đồng, ví dụ như đồng bên này là mình đang quay có máy cài nè. Bước qua bên Phú Thọ bên là toàn là máy xích với máy con không à. Nước cũng luôn nhìn không thấy mặt đất sới rồi. Chạy quá khỏe luôn rồi. Ở đây thì một là xài cái gắn thêm cái giá đó, hai là gắn thêm thanh sắt tròn cho nó cán theo. Cái mùa này mùa mưa chứ thật ra mưa không có nhiều. Ổng mưa thì đa số là ổng mưa chiều với tối không à. Mưa thì thấy có nước thiệt, nhưng mà mưa xong thấy không có nhiều nước. Đồng mình thì đồng 3 năm 8 vụ các bạn. Năm này năm đầu tiên của 3 vụ. Hồi năm rồi là xả lũ rồi, xả lũ là năm thứ ba đó, năm thứ ba là năm 2 vụ. Còn cái này là năm đầu tiên của 3 vụ. Đó, cánh chuồn chuồn nào mới nè. Ao nét. Yanmar mà thứ gì chịu nổi. Thứ này nói tới động cơ Yanmar với đồ Yanmar gọi là nổi tiếng, bền chắc, mạnh nữa. Nhất là động cơ Yanmar hợp tác với John Deere thì thứ gì chịu nổi các bạn. Mấy dòng mà EM 4.500 trở lên tới 5.000, 6.000, 7.000 rồi đó là mấy dòng nó hợp tác với John Deere đó. Thằng John Deere thì xài động cơ của Yanmar, còn Yanmar thì xài thiết kế của John Deere. Nước đỉnh bỉnh nước luôn trời. Ô bên kia không có nước kìa. Lên đứa thằng 357 dẫn đi mâm 26. Cái thằng 357 theo như mình nghĩ là nó đi mâm nhỏ là nó tối ưu các bạn. Tối ưu cho máy nhỏ gọn rồi, nhưng mà động cơ mạnh. Nó mà đi bánh lớn rồi nó mà nặng lắm á, tại vì đi bánh nhỏ không mà bản thân nó nặng không đã cả tấn 7 mấy chục, gần tấn 8 rồi. Là bằng 6040 rồi đó. Thằng 357 nó mà đi bánh lớn, ví dụ như bánh 16, 9, 28 hay là 14, 2, 28, 32 hay đó, 12, 4, 32 đó thì nó nặng cũng sắp xỉ là 2 tấn á. Cũng có một số anh em hỏi mình thằng 357 đi được độ lên bánh lớn không, cái chuyện đó thì mình không biết đi. Tại vì đi bánh lớn lên bánh sau là bánh trước phải lên nữa. Cái đó thì phải ý kiến của dân mà tại dân chuyên đấu cầu, đấu máy rồi đó thì cái đó người ta mới biết được. Tính toán bánh sau đi bao nhiêu, bánh trước đi bao nhiêu rồi. Mà theo như mình cũng không nên độ lên đâu, tại vì nếu mà độ lên là máy nó nặng thêm dữ lắm. Người ta tính toán ra là cái tỷ số chuyền của hộp số nó ra cái bánh bao nhiêu là máy hoạt động tối ưu nhất, máy hoạt động khỏe nhất rồi. Nước lên láng. Nước này nhìn giống như là nước số thả lũ. Số thả lũ có máy nó chạy tới lường máy luôn mà. Lên gần tới bằng đạp luôn.